Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến buổi ngành ngày hôm nay. Như hôm nay em cũng nhật bộ mạng của anh Good ở 7. Xin lỗi nha cô chú anh chị. Bộ mạng con 3B nha. 3B em cũng được được 3B luôn nha. Cũng được khoảng 1 tháng rưỡi nha cô chú anh chị. 1 tháng rưỡi nha mà ú lực thì khỏi nói luôn cô chú anh chị nè. Được nè. Mẹ gần dài đất ta. Chân móng nè, móng sò luôn nha. Đất thì khỏi nói luôn cô chú anh chị nè. Lực pin nha. Ngồi được 1 tháng rưỡi rồi nha. Con mẹ đây, con mẹ sang chân khu nó đo khoảng 1m35 nha chú anh chị, 1m35 nha. Con mẹ này đẻ lứa đầu, lứa đầu tiên chú anh chị. Chân móng là hoàn thiện, không có ốp xe, không xuống cuốn vuông hết nha. Đây đúng nè, bò này bông bộ, bông bụng nha, bông vú nha. Đây chân trước đây, chân sau đây, chân móng là hoàn thiện, không có ốp xe, không xuống cuốn vuông hết nha chú anh chị. Đây bộ bò này có mức giá là 24 triệu nha, 24 triệu là giá tại trường của chú anh chị, 24 triệu nha. Bò này hơi nhóm nhóm sừng xíu nha. Con bò này cứ mức giá là 24 triệu, 24 triệu là giá tại trường của chú anh chị. Con mẹ đẻ lứa hè lứa đầu tiên nha. Thì bò có đẻ rồi em sẽ bàn cho chú anh chị mình trong 3 tháng nha. 3 tháng nếu có loại hay lú gì thì em sẽ chở bò về và tiền sẽ hoàn đầy đủ cho chú anh chị mình nha. Con mẹ đẻ lứa hè lứa đầu tiên luôn nha. Mẹ 3B nha. Con là con được 3B nha. Được 3B luôn nha. Đú nó mè thì khỏi nói luôn của chị nha, cực kỳ luôn nha. Đó. Lưng nó cô chú anh chị nhìn thấy không? Con nhỏ mà lưng nó hết biết chưa. Đích. Lưng đích thì khỏi nói luôn nha. Rất là tốt luôn. Móng thì móng sò luôn nha. Bộ bò có mức giá là 24 triệu, 24 triệu là giá tại chuồng nha. Con bò mẹ này đẻ lấy này lứa đầu tiên chú anh chị. Bông bê. Con bông bê này bông bụng bông bụng bông vú nha. Đây chân móng là hoàn thiện nha, không có ốp xe, không xuống vú gì hết nha. Bò này là bao tầng lõi của chú anh chị. Con bê bông. Con rất là mát sữa của chú anh chị. Dòng bà bê đẻ rất là mắc sữa của chú chị, đẻ y xì nhưng bò siêu vậy đó. Rất là mắc sữa luôn nè. Thì em phát sóng là 12 giờ trưa và 6 giờ chiều của chú anh chị trong ngày nha. Nếu cô chú anh chị nào có thích kênh của em này cho em một like nha, một giờ một đăng ký kênh để em tiếp cận được nhiều người và có những con bò đẹp để cô chú anh chị mình tham khảo và lựa chọn nha. Thì cô chú chị nào có ưng thì mình xem kỹ thêm tới luôn nha, coi con bò nó có thật lỗi gì không, hả là có bị gì không nha, hả mua nha. Chứ để cô chú chị mình mua rồi tới đem lại tới chuồng thì đặc dụng mình kiểm tra thì nó có gì thì dụ em trở về cũng tội nghiệp cho em nha, tốn tiền xe dữ lắm nha. Thì bò trên đây có gì thì em nói đấy, nếu cô chú chị nào có mua về để mà phát triển kinh tế thì alo nha, số điện thoại của em để trên màn hình. Rồi đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Em xin chân thành kính chào và hẹn lại những video tiếp theo nha.